Nga đánh nhanh thắng nhanh, chiếm thêm làng mạc, tiêu diệt lính Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga đã cập nhật thương vong của Ukraine trên khắp mặt trận. Đáng chú ý nhất là nhóm chiến đấu phía Tây và phía Nam của Nga khiến Ukraine chịu nhiều tổn thất nhất. Cụ thể, trong ngày, nhóm chiến đấu phía Tây khiến Ukraine mất 450 lính tại các khu vực ở mặt trận Donetsk, Luhansk và Kharkiv. Theo đó, quân Nga chiếm giữ được những vị trí có lợi hơn và đánh bại các lữ đoàn Ukraine tại các khu định cư thuộc tỉnh Kharkiv, Donetsk và Chevona Dibrova ở tỉnh Luhansk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm tác chiến phía nam của Nga tấn công các lữ đoàn Ukraine gần các thị trấn, khu định cư ở tỉnh Donetsk như Chasivya, Kurakov, Krudyumivka. Ở những khu vực này, quân Nga loại bỏ 380 lính Ukraine, phá hủy 9 kho đạn giã chiến cùng nhiều hệ thống pháo, phương tiện cơ giới của Ukraine.